I've had enough time to be quiet. You're giving me reasons to fly higher. I know maybe I'm not the perfect soul, but I'm perfect for you. I know you don't know me. I'm just a stranger from the other side. Am I brave enough to tell you how gorgeous you are? Anh chị để dành chút thời gian quý báu ấy tham dự buổi tiệc thơ non của anh Kun. Thật ra sinh nhật lần hai của Kun nhưng mà do năm ngoái dịch không có tổ chức tiệc thơ non được, cho nên năm nay ba mẹ nhân cái dịp sinh nhật lần hai làm lại cái tiệc thơ non cho Kun. Xin cảm ơn ông bà, cô chú anh chị đã dành chút thời gian quý báu của mình để tổ chức cái tiệc của cô. Xin cảm ơn. How gorgeous you are. Con nghĩ bao nhiêu một bài tử thôi. Nào là ngày tháng đôi đôi, cứ làm tiệc mãi khách thôi cũng về. Ông bà cô có biết cậu gì, anh em quen biết mời đi nhiều lần. Hôm nay đứa út sinh thần, chắc là làm túi không mặc nữa đâu.